Rồi, xin chào toàn thể cả nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với mọi người một clip mà theo mình là cảm thấy nó rất hữu ích. Thì chủ đề của clip hôm nay đó là những mèo vặt dành cho những người sử dụng iPhone, iPad và những người muốn kiểm soát tốc độ đường truyền Internet của gia đình mình. Thì đối với vấn đề thứ nhất đó là dành cho những người sử dụng iPhone và iPad, là những dòng của hãng Apple đấy. Thì đó là cách tạo ra nút hóa ảo và tùy biến nó, gắn cho nó những cái lệnh cần thiết để phù hợp với những yêu cầu sử dụng của bản thân mình. Và ngoài ra thì mình sẽ làm tiếp tục là hướng dẫn các bạn bật cái chức năng mà để ghi lại cái màn hình của mình. Với cái chức năng này thì nó đã có sẵn trong của hãng Apple, được tích hợp trên nhiều hệ điều hành iOS từ iOS 11 trở lên, 11, 12 này, và những cái dòng mà có iOS đã cài sẵn là iOS 11 trở lên thì nó có cái chức năng này. Thì đối với cái chức năng này thì mình thấy nó rất hữu ích đối với những cái bàn mà muốn ghi lại những cái đoạn hội thoại, hoặc là những cái bàn thích chơi game thì muốn ghi lại cái quá trình mình chơi game, hoặc là một số tác nhân trên màn hình của mình khi mình thao tác muốn lưu lại nó, thì bạn sẽ bật cái chức năng ghi lại màn hình của mình. Cái này mình cũng thấy rất hữu ích cho mọi người. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành các bước tiếp theo. Thì về vấn đề tạo ra nút home app và tùy biến nó, thì mình sẽ thực hiện trực tiếp trên chiếc iPhone của mình, và các bạn nhìn vào các cái bước mình thực hiện đấy và làm theo chắc chắn sẽ thành công. Đầu tiên, từ màn hình chính của chiếc iPhone hoặc iPad của mình thì các bạn vào mục cài đặt và các bạn di chuyển xuống mục cài đặt chung và các bạn kéo lên đến mục trợ năng, chọn vào trợ năng. Sau khi chọn vào trợ năng thì các bạn kéo dưới màn hình lên ở cái mục làm điều khiển, có dưới mục điều khiển công tắc cái ACT cái này, xin lỗi các bạn cái ngôn ngữ tiếng Anh mình không giỏi và hơn nữa phát âm nó không tốt, nên cái mình nhập vào đây, các bạn chọn làm theo mình nha. Chọn vào đấy, mình bật. Ở đây hiện tại nó đang tắt và mình bật nó lên. Đấy, kéo thân trượt qua bên phải thì lúc này trên màn hình mình sẽ xuất hiện cái nút home app. Thì cái nút home app này thông thường khi các bạn nó bật lên là nó không phải là như thế này, mà nó đây mình đã tùy biến thì cái góc của nó là như thế này các bạn. Khi các bạn sau khi các bạn bật cái chức năng công tắc và nút home app này lên thì nó sẽ truyền mặt của các bạn nhấp vào cái nút home app, nó lên tùy biến như thế này. Và đối với như thế này thì bản thân mình cảm thấy nó cũng không được thuận tiện và nó gán ghép cho trên này nhiều cái nút lần quá, thấy rườm rà. Thì mình thông thường sử dụng, đối với mình thì mình sẽ giảm các cái lần ở trên cái nút home app này xuống còn 4 cái mà mình cảm thấy thông dụng, người dùng thường xuyên sử dụng nó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái công việc đó. Thì đầu tiên các bạn nhấp vào nút home app và các bạn thấy góc của nó, các bạn thâu về và chọn nơi chỗ tùy chỉnh menu cao cấp. Đấy, các bạn nhấp vào tùy chỉnh. Ở trên cái nút home app của mình nó nổi lên là 246 cái nút lần. Chúng ta thông thường theo tôi thì giảm xuống 4 cái nút lần mà mình hay sử dụng là vừa. Đấy. Thì sau đó mình sẽ gán cho các cái nút lần này các cái lần mà tương ứng bản thân mình cảm thấy hay sử dụng và thường xuyên sử dụng và cảm thấy hữu ích cho mình trong quá trình sử dụng hơn. Thì theo tôi thì tôi làm ở cái nút trên cùng thì tôi gán cho nó cái lần
chụp màn hình. Vì đối với cái lần chụp màn hình này, rất nhiều người sử dụng, kể cả trên smartphone, không chỉ dùng cho dòng là Apple mà các dòng chạy Android cũng vậy. Cái lần chụp màn hình này thì rất nhiều người cần thiết trong quá trình sử dụng lâu dài, thì mình đối với iPhone mình gắn cho nó, thì mình kéo xuống và chọn chụp màn hình, gắn cho nó cái lần xong, bấm nút xong đấy, thì trên cái nút Home của mình sẽ xuất hiện cái lần là chụp màn hình. Cái nút phía dưới thì mình thông thường mình sẽ gắn cho nó là cái lần là lần đa nhiệm, cái lần này hay là còn gọi là bộ chuyển đổi ứng dụng đấy. Đối với một số như trên máy Android là cái nó phải cho nó tương ứng cái đa nhiệm ở trên iPhone, mình chọn vào bộ chuyển đổi ứng dụng rồi xong. Cái phía bên tay phải của mình thì các bạn biết rồi, thì trong quá trình sử dụng chúng ta thường bật tắt điện thoại liên tục bằng cái nút cơ ở phía bên tay phải của mình, chứ mình gắn cho nó trên một hòm ảo này bằng cái lần đó, thì chúng ta nhập vào nó xong chọn khóa màn hình bấm xong. Còn một cái thì sao các bạn, tuy các bạn, nhưng đối với mình thì mình hay cho nó là đưa về màn hình chính. Xin lỗi các bạn, là cửa hàng của mình nằm sát ngoài đường nên là hơi ồn ào tí. Đây, mình bấm vào xong. Như vậy là mình đã hoàn thành tùy biến các nút lần trên nút Home ạ. Mình quay ra ngoài màn hình chính để xem kết quả công việc của mình như thế nào. Đây, thì lúc này chúng ta nhấp vào cái nút Home ạ. Đấy, thì nó sẽ xuất hiện bốn cái lần tương ứng trong nút Home ạ. Trên là chụp ảnh màn hình, dưới là bộ chuyển đổi ứng dụng, phía bên phải là khóa màn hình và phía bên trái là thâu về màn hình chính. Ví dụ tôi muốn chụp lại cái màn hình chính của tôi hiện đang thời, thì tôi chỉ cần bấm vào cái nút phía trên. Đấy, các bạn thấy có tiện lợi không? Tiện lợi hơn rất nhiều khi các bạn đồng thời phải ấn nút Home và ấn nút nguồn cùng lúc thì để mình chụp mà cái ra được cái lần chụp màn hình. Và bây giờ chúng ta làm rất đơn giản, nhấp vào nút Home ảo, bấm vào nút chụp màn hình, tư khắc vừa nhanh vừa tiện lợi. Cái thứ hai, quá trình chúng ta sử dụng thì cả cái ứng dụng thông thường chạy ngầm rất nhiều lớp khác nhau, thì chúng ta muốn thoát nó nhanh nhất, chúng ta chỉ cần ấn vào bộ chuyển đổi ứng dụng và thoát nó, rất đơn giản. Tương tự cùng nút khóa màn hình thì thay bằng điều chỉnh cái nút cơ ở phía bên phải, chúng ta chỉ nhập vào. Tiếp theo trong cái mèo vặt mình muốn chỉ với các bạn hôm nay, đó là phần bật chức năng ghi lại màn hình. Thì trước đây các cái từ iOS 10 trở về trước nó không có cái chức năng này, mà muốn chúng ta ghi lại màn hình chắc chắn chúng ta phải cài một phần mềm của bên thứ ba hoặc một phần mềm mở rộng của Apple để sau đó chúng ta ghi lại màn hình, tương đối rườm rà và cái chất lượng thì mình thấy không bằng cái người ta đã tích hợp sẵn trong cái của mình. Và sau đây mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn bật cái chức năng đó. Thì từ màn hình chính mình sẽ vào cài đặt và mình chọn vào mục trung tâm kiểm soát và ở mục tùy chỉnh điều khiển. Đấy, thì ở cái dãy này, ở dãy là kiểm soát này, thêm thì chúng ta sẽ thấy có cái chức năng là ghi màn hình. Ở trên cái chiếc iPhone của mình đã bật cái chức năng này, nên ở trong cái những cái mục này là nó đã hiện thị đầy đủ cho mình rồi. Hiện tại mình cũng đang sử dụng cái phần mềm này để ghi lại màn hình, hướng dẫn công việc này cho các bạn. Thì sau khi mình bật cái chức năng này lên thì chức năng này nó sẽ nằm ở dưới này các bạn này. Nó nằm ở dưới này các bạn. Đây. Thì đây, hiện tại chức năng này đang làm việc. Đấy. Và
Nếu các bạn muốn xóa cái chức năng đó đi thì chỉ cần nhấp vào cái dấu trừ đằng này, giống mình xóa một cái chức năng gì, giống như máy tính chẳng hạn. Thì mình chỉ cần ấn vào trừ thì nó sẽ bấm nút xóa, là tự nhiên là cái chức năng máy tính đó nó sẽ mất đi. Tương tự cái chức năng ghi màn hình nó cũng vậy. Và cái này lúc đầu nó có thêm ở chỗ nào thì nó ở mục dưới này này, điều khiển khác. Ví dụ mình muốn thêm cái chức năng kỷ lục bàn những mắt của những bạn mà đã hơi kém hơi yếu, thì thông thường khi làm chúng ta muốn đọc một vấn đề, xem một vấn đề gì đó nhỏ thì chúng ta phải đưa camera lên zoom lên đó để xem cho rõ. Nhưng chúng ta cũng có thông qua cái này nó có một ứng dụng. Bây giờ tôi sẽ bật thêm cho các bạn cái ứng dụng như thế này, chẳng hạn ví dụ cái lúc chúng ta bấm vào lên những chiếc cầu thì lúc này ở trên cái khu vực này là cái lúc nó sẽ xuất hiện đến như này, và tôi kiểm tra xem có thứ nó đã đưa ra ngoài chưa. Thì chúng ta cũng đây bên cạnh cái ghi màn hình này có nút ghi, chúng ta sẽ nhấp vào đó và xem. Thay vì chúng ta phải bật camera zoom lên là như vậy, là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cái nút ghi. Phần thứ hai là mình sẽ hướng dẫn mọi người là cài đặt cái phần mềm SpeedTest, là để kiểm tra và kiểm soát đường truyền internet của gia đình mình. Vì sao phải chúng ta phải làm điều này? Thì vì khi nắm vững điều này thì các bạn sẽ xác định được rõ hơn nguyên nhân gây ra trì trệ trong quá trình mình sử dụng internet và các thiết bị mình đã sử dụng internet trong gia đình mình. Tại sao nó chậm, nó lắc? Chậm lắc là nguyên nhân từ đâu? Có phải là do đường truyền internet của nhà mình bị yếu, hay là do những cái sự cố về phần cứng, phần mềm trên các cái thiết bị liên quan của gia đình mình? Thì bây giờ các bạn làm theo mình trên chiếc smartphone của các bạn nhé. Thì đầu tiên thì cái smartphone của các bạn chắc chắn là phải có mạng 4G hoặc kết nối wifi để chúng ta vào mạng. Trên màn hình chính của smartphone các bạn đối với dòng iOS thì các bạn chạy nhập vào App Store. Còn đối với những cái điện thoại của các bạn mà smartphone của các bạn sử dụng Android thì các bạn vào cửa hàng của Google sẽ hạt lấy, các bạn nhập vào đấy và các bạn gõ vào trên tìm kiếm là cái chữ SpeedTest. Tìm kiếm thì lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện cái phần mềm đó ra ở trên cái điện thoại của mình. Mình đã cài ứng dụng đó, vì vậy nó ở đây chữ mở. Còn nếu mình chưa cài thì chúng ta bấm vào chữ nhấn hoặc chữ cài đặt để cho nó download về và cài đặt nó lên. Sau khi cài đặt nó lên thì chúng ta ra màn hình chính, sẽ xuất hiện cái ứng dụng như thế này các bạn. Đây, ứng dụng SpeedTest nó sẽ nổi ngay. Thì bây giờ tôi sẽ kiểm tra cái đường truyền tốc độ internet của nhà tôi. Thì tôi vào đầu tiên tôi muốn kiểm tra cái nhà tôi thì tôi phải kết nối vào cái wifi của nhà tôi để tôi kiểm tra. Thì vào một cài đặt trong wifi, tôi kết nối vào cái bộ gốc của nhà mình. Đấy, là bộ gốc của nhà mình. Rồi như vậy chúng tôi đã đặt kết nối wifi bộ gốc nhà mình. Sau đó chúng ta vào phần mềm SpeedTest. Rồi đấy, SpeedTest xong là đợi một tí nó vào lên. Xong chúng hiện tại đấy là cả cái đơn vị cung cấp mạng cho nhà tôi là VNPT. Gọi cược của tôi là gọi cược 215 Nga. Và tôi kiểm tra cái tốc độ của nhà tôi như thế nào. Chúng tôi bấm vào. Thì
mình hay yếu nó hiển thị qua hai cái thông số đó là download và upload. Đấy là hai cái thông số để quyết định cái đường truyền mạng của nhà mình có tốt, có ổn định hay không. Đấy, thì tốc độ của tôi hiện nay qua cái bộ phận tín hiệu wifi là 34.7 MB, đó là tốc độ download. Đây, tốc độ upload là 26.9 MB. Thì khi các bạn kiểm tra thì tốt nhất các bạn kiểm tra 1, 2, 3 lần, chứ các bạn đừng có kiểm tra tức thời một lần, thì vì cái tín hiệu các kiểm tra tức thời một lần thì nó cũng có thể là chừng lúc nào nó chưa được chính xác lắm, nên các bạn làm vài lần các bạn ấy. Và các bạn đối với gia đình các bạn thì các bạn kiểm tra thường xuyên và theo nhiều khung giờ khác nhau để các bạn là biết được cái tính ổn định của đường truyền gia đình mình như thế nào. Đấy, như bây giờ tôi kiểm tra lại một lần nữa xem sao. Nói thêm với các bạn là hôm trước mình có giới thiệu với các bạn cái clip mà hướng dẫn cài đặt các cái bộ kích sóng Totolink và Mercury. Thì sau khi chúng ta cài đặt xong mà chúng ta muốn kiểm soát cái đó nó như thế nào, thì các bạn sẽ dùng cái phần mềm này đo tốc độ của bộ phát gốc, và sau đó các bạn kết nối lại lấy cho cái bộ tín hiệu mà thu kích sóng wifi của mình, và các bạn đo lại cái tốc độ của nó như thế nào để các bạn so sánh. Rồi, tốc độ như thế này là ổn các bạn ạ. Từ tốc độ download là 34, upload là 31. Như vậy là cái bước để kiểm tra cái ban đầu về các cái nguyên nhân mà internet nhà mình trì trệ hay là các sản phẩm mình chạy không được tốt, thì đây là bước đầu tiên rất quan trọng để các bạn cần phải xác minh trước khi nghĩ đến các cái bệnh tình bệnh lý của cái thiết bị chúng ta. Hy vọng là thông qua cái lịch hướng dẫn này và những cái mèo vặt này thì sẽ đem lại những cái kiến thức bổ ích cho trong quá trình là sử dụng, trong quá trình là khai thác các cái thiết bị số của gia đình, rồi là phục vụ công việc cuộc sống của các bạn. Nếu các bạn có gì đó không vui lòng hoặc góp ý nhân tin thì đề nghị các bạn comment ở